chị muốn tìm một người để chăm sóc cho bé. Tạm thời chị sắp xếp cho em ở đây để em tiện trông coi nhà cửa luôn. Hả? Chị cho em ở đây thiệt luôn á hả? Ừ. Còn phòng bên kia không mở đèn là phòng của ai vậy? Phòng chồng chị. Ủa, vậy... Nhi à? Kitty ơi. Dạ. Đêm nào ba ba cũng về hát ru cho con ngủ hả? Dạ. Vậy ba ba của Kitty đâu? Sao cô Nhi không thấy? Cô có thấy ai đâu con? Có kìa, nó đang nhìn con đó. Ở khi nào con kể con sợ lắm. Bây giờ thật sự em cảm thấy rất là bất an và lo sợ. Em sợ cái gì? Tự nhiên trong điện thoại của em xuất hiện nhiều tấm hình rất là kỳ cục. Ở nhà chỉ có em với lại Kitty. Nếu không phải Kitty chụp thì ai chụp? Chị Tham, chị có chuyện giấu em đúng không? Cô Nhi ơi, cô Nhi.